Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang có rất nhiều người chơi bậu hay còn gọi là chơi hụi vì người dân nghĩ đây là cách tiết kiệm tiền, gom thành khoản lớn để dùng tới khi làm nhà hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Nhiều gia đình không chỉ có bố mẹ mà con cái cũng tham gia nên số tiền góp lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng tin tưởng hàng xóm không thể lừa nhau, lại thêm lãi suất lớn từ 25 đến 30% một năm, cao gấp 3 đến 5 lần so với lãi suất của ngân hàng nên nhiều người dân trong làng tham gia chơi hụi. Nghĩ đến số tiền chơi hụi và cho chủ hụi vay 80 triệu đồng, bà Lê Thị Tê, thôn Vọng Nguyệt lại nghẹn ngào. Bà bật khóc khi ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang làm đơn trình báo. Bà Tê cho biết, chồng bà đã qua đời, một mình bà phải lao động vất vả, bươn trải để kiếm tiền nuôi hai con trai. Mỗi tháng tôi đóng 2 triệu đồng. Khi hội kết thúc, tôi nhận được 80 triệu đồng. Tôi lại cho chủ hụi vay để lấy lãi và hàng tháng tiết kiệm tiền để chơi hụi với mức 3 triệu đồng một tháng. Đóng được 20 suất thì chủ hụi thông báo vỡ nợ. Ngoài ra còn có cô Nguyễn Thị Tài ở thôn Vọng Nguyệt cho biết gia đình cô có 4 người con tham gia chơi hụi được 30 tháng nay với gần 186 suất, tổng số tiền gốc gần 500 triệu đồng. Cô Tài nghẹn ngào kể, đây là số tiền của các con đi làm công ty dành dụm gửi tiết kiệm về cho mẹ để góp hụi với mong muốn. Đến khi được lấy hụi thì có một khoản để lo cho con cái, sau này dựng vợ gả chồng. Khi tham gia chơi hụi, tôi không được tuyên truyền gì, chỉ biết là người dân có lòng tin tưởng vào chủ hụi tuyệt đối. Vì vợ làm giáo viên tại xã về hưu, chồng làm sĩ quan quân đội về hưu. Gia đình con cái thành đạt nên tin tưởng mỗi tháng gia đình tôi gửi vào đây là khoảng từ 15 đến 16 triệu đồng. Hay như bà Ngô Thị Song thông tin, Số tiền chơi hụi là số tiền tôi tích góp và số tiền con cái đi làm dành dụng gửi về. Để đưa mẹ chơi hụi đến nay đã đóng được 118 suất với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Mong có khoản tiền lớn để dựng lại ngôi nhà đã rột nát. Giờ thấy chủ hụi bị vỡ thì chúng tôi biết sống sao khi tất cả niềm tin đều đặt vào vô vọng. Cũng theo bà Ngô Thị Song cho biết, theo quy định hội phường hụi, thành viên tham gia hụi phải đến đóng hụi tại nhà chủ hụi theo đúng quy định, đúng thời gian. Chủ hụi không trực tiếp đi thu, Trường hợp người đóng chậm một ngày thì phải lấy sau 10 ngày, nếu chậm phải báo trước cho chủ hụi. Nếu chậm 2 ngày trở lên phải chịu lãi suất 3% một ngày. Người đã lấy hụi mà không trả đúng thời hạn chịu lãi suất 5% một ngày và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Cùng chịu chung hoàn cảnh như mọi người, cộng thêm việc chồng bị tai nạn khoảng hơn một năm nay, cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào số tiền hụi. Khi nghe tin vỡ hụi, chị Ngô Thị Hồng ở xã Tam Giang đã rụng rời chân tay vì bao nhiêu năm làm công ty chỉ để dành dụng chơi hụi với mong muốn có số tiền lớn xây dựng gia đình cho con cái, làm lại nhà cửa, thế mà đến nay bỗng dừng mất trắng. Việc chơi hụi cứ hết hụi này tôi lại gối tiếp hụi khác đến nay đã được 11 cái hụi với tổng 230 suất, ước chừng khoảng gần 600 triệu đồng. Khi chơi hụi tại gia đình bà Lan, ông Hùng, tôi không được biết những người chơi trong số hụi đó là ai và tổng số bao nhiêu người hàng tháng tôi vẫn đến nhà bà Lan đóng hụi, nếu quá hạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm như tờ chủ hụi đưa ra cam kết với người dân. Ông Nguyễn Văn Đăng, trưởng thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc chủ phường hụi là vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ xảy ra trong những ngày gần đây. Thôn đã báo cáo Ủy ban Nhân dân xã để nắm bắt và xử lý. Theo dư luận, số tiền chủ phường hụi mất khả năng thanh toán là từ 30 đến 100 tỷ đồng. Ông Đăng thông tin, Chắc chắn trong hoạt động đó không được minh bạch nên mới xảy ra vỡ nợ. Đúng ra họ cứ đóng vào, người chúng lấy thì không bao giờ có chuyện vỡ hụi. Theo ông Đăng, việc chủ phường hụi bị vỡ nợ khả năng là do họ lợi dụng hoặc gian dối trong danh sách. Chẳng hạn 30 người chơi hụi nhưng họ ghi thành 50 người, sau đó 20 người ngoài danh sách chúng hụi thì chủ hụi cứ cầm tiền chi vào việc khác thì mới vỡ được. Trung tá Nguyễn Văn Thành, trưởng công an xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2 tháng 5, người dân thôn đoài xì xào việc vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ, gây ảnh hưởng cho nhiều người dân ở địa phương. Lãnh đạo công an xã Tam Giang đã cử lực lượng xuống nắm bắt. Trưởng công an xã Tam Giang thông tin, hiện công an xã đã tuyên truyền, vận động để người dân không tụ tập đông người. Nếu phát hiện có vụ vỡ nợ thì viết đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cùng với đó, lực lượng công an xã Tam Giang tuyên truyền bà con không có hành động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự hoặc từ việc chơi hụi vỡ nợ, làm phát sinh các vụ việc khác liên quan tới sức khỏe, tính mạng của chủ hụi. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Thị Ngọc Lắm cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, kết quả xét nghiệm đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, ngoài ra một số mẫu khác nhiễm vi khuẩn E. coli và một số vi khuẩn khác. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi PHM, 14 tuổi, một trong những bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Phần lớn các mẫu thực phẩm lấy từ cửa hàng bánh mì Cô Băng phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh và các mẫu bệnh phẩm lấy từ các bệnh nhân nhập viện điều trị có tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella cao, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli. Cụ thể, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và E. coli. 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng khi vụ ngộ độc xảy ra do viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella tính đến chiều ngày 6 tháng 5 trong số 568 bệnh nhân nhập viện và đến khám liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có gần 4 trường hợp bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Vi khuẩn Salmonella có trong thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm Salmonella là từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn. Thông thường từ 18 đến 36 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau quàng bụng, tiêu chảy, ấn lạnh sốt, một số ít người còn bị buồn nôn, ói mửa, các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần, trong đó tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày, một số ít trường hợp có thể bị biến chứng nặng, nếu nhiễm Salmonella lan rộng xuyên qua ruột có thể dẫn đến tử vong. Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy thường xuất hiện qua đường ăn uống, khi xâm nhập vào cơ thể Salmonella sẽ sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Theo tổ chức y tế thế giới, ngộ độc Salmonella có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như mất nước nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc Salmonella do hệ miễn dịch của họ còn yếu. Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt gia súc, gia cầm sống hoặc chưa được nấu chín. Ngoài ra vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch hoặc chưa được tiệt trùng. Để phòng ngừa ngộ độc salmonella, người dân cần lưu ý ăn chín uống chín, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm, trứng và hải sản, rửa sạch tay trước khi chế biến và ăn uống, rửa sạch rau củ quả trước khi ăn, bảo quản thực phẩm đúng cách. Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu cửa danh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã đón 4 ngư dân gặp nạn trên biển Vịnh Bắc Bộ trở về. Nhóm ngư dân được đưa về gồm Lê Văn Chiến sinh năm 1984, Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1991, cùng ngụ thị xã Ba Đồn là ngư dân trên tàu cá bị chìm, mang số hiệu QB 98768TS. Hoàng Đăng Dung sinh năm 1996, ngụ huyện Bố Trạch trên tàu QB 92699TS và Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1984, ngụ thị xã Ba Đồn trên tàu cá QB 98614TS. Lên đêm giữa biển 3 ngày 3 đêm, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà không nghĩ sẽ được cứu sống. Anh là người duy nhất đã vào bờ an toàn. Bốn ngư dân còn lại trên tàu QB98614TS vẫn đang mất tích giữa biển khơi. Anh Hà là máy trưởng trên tàu cá do ngư dân Phan Thanh Hùng làm chủ tàu kim thuyền trưởng. Ngày 28 tháng 4, tàu xuất bến ra ngư trường Vịnh Bắc Bộ để đánh bắt hải sản. Trưa ngày 3 tháng 5, khi đang thả neo nghỉ trưa thì bất ngờ lốc lớn, tàu bị nhấn chìm. Anh Hà kể lại, mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh, chỉ vài giây tàu bị nhấn chìm. Chúng tôi nhảy xuống nước, không kịp mở máy báo cứu hộ. Lúc này, anh may mắn bám được chiếc phao cứu sinh rồi níu vào đó trôi dạt trên biển. Các ngư dân chỉ kịp là hét động viên nhau bám trồ cố gắng để sống. Tuy vậy, chỉ được một thời gian ngắn các ngư dân hoàn toàn mất liên lạc không thức ăn, không nước uống. Cổ họng bỏng rác, mệt rã rời, nhưng anh vẫn giành giật từng phút với hy vọng có tàu phát hiện đến ứng cứu. Cuối cùng, một tàu cá phát hiện và cứu anh Hà lên tàu sơ cứu y tế. Lúc này, anh liệm đi vì quá mệt mỏi. Tỉnh lại thì thấy đã gần vào tới bờ. Bốn bạn thuyền khác là Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Văn Thực và Dương Văn Hoài vẫn không rõ số phận thế nào. Ngư dân Hoàng Đăng Dung cũng là người duy nhất trên tàu QB 92699TS may mắn được cứu khi tàu chìm vào trưa ngày 2 tháng 5. Trên con tàu này, 6 ngư dân vẫn mất tích. Anh Dung bàn hoàng chia sẻ, khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5, một cơn lốc đi qua. Tàu bị nhấn chìm. Trong thời gian rất ngắn, tôi nhảy ra khỏi tàu. Mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau. Chừng 2 giờ sau, tôi may mắn được một tàu cứu vớt. Tàu anh Dung đi biển do ông Nguyễn Đức Trung, ngụ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng trên tàu có 7 thành viên. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin người thân mất tích trên biển, gia đình các ngư dân ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn và xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch vẫn đợi chờ trong đau buồn. Giờ họ chỉ biết mong chờ phép màu xuất hiện để người thân trở về bình an. Gia đình ông Nguyễn Văn Lương ở phường Quảng Phúc, bố của ngư dân Nguyễn Trung Bảo sinh năm 2006 sống trong thấp thỏm khi hay tin tàu đánh cá của con trai bị chìm trên biển. Sáng ngày 7 tháng 5, khi có tin nhóm ngư dân trên tàu đánh cá của con trai được cứu trở về cảng danh, cả gia đình ra ngóng tin con nhưng chẳng thấy. Là ngư dân lâu năm, ông Lương quá hiểu sự hung hiểm của biển cả. Biển mùa này trong xanh và bình yên, nhưng thắt cái đã nổi sóng gió, bão tố. Ông Lương buồn rầu nói, cháu Bảo còn nhỏ nhưng đã đi biển hơn 10 năm. Chuyến đi này nó theo bàn thuyền ở xã Đức Trạch. Đây cũng là chuyến biển đầu tiên của nó trên tàu này, nhưng không ngờ gặp nạn. Đây là ngày thứ sáu trôi qua, chỉ mong phép màu xảy ra, con tôi được cứu. Ở nhà ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1975, chủ tàu kim thuyền trưởng tàu cá QB 92699TS ở xã Đức Trạch, rất nhiều người thân, bà con, hàng xóm đến động viên gia đình tiếng gào thét xé lòng của bà Nguyễn Thị Sinh, vợ ông Trung, khiến ai nấy đều thấy xót xa. Vợ chồng ông Trung có ba con, hai trai một gái đều đang đi học. Ông Trung là trụ cột chính của gia đình theo nghề biển đã hơn 30 năm, trong đó có khoảng 20 năm đánh cá bằng tàu của gia đình. Cùng chiến tàu của ông Trung, còn có một mấy trưởng và năm ngư dân, trong đó một người đã được cứu sống, năm người đang mất tích, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay khi nhận tin có 4 tàu cá bị nạn, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng và ngư dân giữ thông tin liên lạc tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm nạn nhân, đồng thời lập ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các cơ quan đơn vị kiểm tra xác minh thông tin các tàu bị nạn, kịp thời báo cáo đề xuất các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Đại tá Bình cho biết, các đơn vị tiếp tục duy trì kênh liên lạc 24 trên 24 giờ với các tàu trên biển để nắm thông tin, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm khi có lệnh. Các đơn vị cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình thuyền viên bị nạn, đồng thời cử cán bộ thường xuyên nắm thông tin qua gia đình nạn nhân, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm kịp thời. Như đã đưa tin trước đó, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, trong lúc đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bốn tàu cá ở Quảng Bình gồm QB93712TS, QB 98614TS, QB 92669TS và QB 98768TS, với tổng cộng 24 ngư dân gặp tai nạn do dòng lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cùng các tàu cá đánh bắt trên biển, tổ chức tìm kiếm, cứu vớt được 14 người để đưa vào bờ. Một ngư dân đã tử vong, vẫn còn 10 ngư dân đang mất tích.